Từ tháng 5 năm 2022, Bamboo Airways tiến hành nâng cấp nhiều tính năng mới cho dịch vụ giải trí trên không Bamboo Sky áp dụng với các dòng tàu bay thân trọng Boeing 787-9 Dreamliner và thân hẹp Airbus A321A320. Bay cùng Bamboo Airways, hành khách có thể tận hưởng trọn vẹn các chức năng giải trí đa dạng bao gồm kho phim phong phú với hàng loạt phim bom tấn Hollywood, siêu phẩm điện ảnh Việt Nam, phim tài liệu khám phá, kho nhạc đa dạng với nhiều thể loại tác phẩm của Việt Nam và quốc tế, bản đồ hành trình bay cập nhật liên tục theo vị trí hiện tại, các trò chơi dành cho trẻ em. Đó, chúng tôi cũng chú trọng đến việc cung cấp dịch vụ, mà việc khai trương hệ thống IFE, hệ thống giải trí trên máy bay của Bamboo Airways hôm nay hôm nay là một trong những cái hoạt động chúng tôi đưa vào để có thể tăng thêm cái phần trải nghiệm của khách hàng khi bay với Bamboo Airways. Hệ thống giải trí Bamboo Sky hiển thị bằng cả hai ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh cùng với giao diện ấn tượng đẹp mắt thân thiện với người dùng áp dụng cho tất cả các hàng ghế trên tàu bay. Với việc kiện toàn hệ thống giải trí trên không Bamboo Sky, Bamboo Airways cho thấy những nỗ lực nâng cao năng lực khai thác đảm bảo chất lượng phục vụ hành khách trong bối cảnh lưu lượng hành khách ngày càng tăng cao ở giai đoạn phục hồi sau đại dịch.